Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà cực đẹp có diện tích là ngang 5, chiều dài 15m. Căn nhà này được chủ nhà đúc một trệt một lầu gồm phòng khách, phòng bếp, phòng giặt, phòng thờ, có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, phòng bếp rất là rộng nha. Căn nhà này có hướng bắc, có con đường phía trước rộng tầm 6m thông. Đây là con đường phía trước này. Đường 6m thông. Cổng này được chủ nhà làm một lớp cổng 4 cánh, phía trên chủ nhà lợp ngói. Phía trong mình có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực trong suốt. Mặt tiền thì được chủ nhà làm mặt tiền phố, ban công vuông, nhà dạng hình hộp rất là đẹp, nhà sổ hồng riêng. Căn nhà này tọa lạc gần ngã tư Bình Chuẩn, gần ngã tư Miếu Ông Cù, gần với Ủy ban Nhân dân phường Bình Chuẩn. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem căn nhà này thì em sẽ đón anh chị ngay ngã tư Bình Chuẩn nhé. Ngang 5, dài 15, hướng bắc, đường thông 6m. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 2 tỷ 650 triệu đồng. Vẫn còn được bớt nữa nhé. Và đây là không gian phòng khách này. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng. Vách hai bên được chủ nhà ốp gỗ cũng như làm các bức tranh rất là đẹp này. Sàn được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá rất là đẹp nha. Phía trong mình có khu bếp nấu ăn rất là rộng. Ở đây mình có khu bếp nấu ăn cực kỳ rộng luôn. Bên đây có chỗ kê tủ lạnh hai cánh này. Đây có dàn bếp được chủ nhà làm trên và dưới rất là đẹp. Phía trên mình có thêm hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ở không gian căn bếp nhà mình. Không gian rất là rộng nha. Kê bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái luôn. Giếng trời thoáng mát này. Đây là phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Đây là không gian tầng trệt nhà mình. Quý anh chị xem hết video nhé. Quý anh chị đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu mua nhà giá tầm từ 2 tỷ 3 cho tới 5-6 tỷ, hãy liên hệ với em Sơn. Em Sơn sẽ tư vấn nhiều mẫu nhà giá khác nhau. Như căn nhà quý vị đang xem đây, giá 2 tỷ 650 triệu. Diện tích ngang 5, dài 15, hướng bắc. Cầu thang rất là rộng nha. Cầu thang hai người đi tránh nhau thoải mái luôn. Bây giờ mình lên tới trên này. Đây mình có phòng ngủ đầu tiên nhé. Đây là không gian phòng giặt nhà mình. Đây mình kê máy giặt đây nhé. Đây có phòng vệ sinh ở trên này. Phòng vệ sinh, phòng tắm rất là rộng luôn. Giá chỉ có 2 tỷ 650 triệu cho căn nhà. Ngang 5, dài 15. Nhà này tọa lạc gần Ủy ban Nhân dân phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý anh chị đi xem, hẹn gặp em ngay Ủy ban Nhân dân phường Bình Chuẩn, em sẽ dẫn vào xem nhé. Đây là phòng ngủ thứ hai này.
phòng thờ nhé. Phòng thờ rộng rãi. Ban công phía trước này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 5, dài 15, hướng chính bắc. Có con đường phía trước là đường 6 mét thông. Nhà này tọa lạc gần Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn, gần ngã tư Bình Chuẩn. Nhà đang được kêu với giá là 2.650 triệu. Quý anh chị có nhu cầu hãy alo cho em sẽ dẫn vào xem nhé. Cảm ơn quý anh chị khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.